Thôi, xin chào các bạn đồng cá nha. Bây giờ là ngày thứ năm của hồ nuôi bo bo, mình cập nhật cho các bạn. Hôm qua thì mưa rất là lớn, mưa từ 4 giờ chiều mưa tới khoảng 7-8 giờ tối luôn. Cho nên là mình sợ là hồ bo bo nó có thể tàn tại mưa và nước mưa xuống rất nhiều. Bo bo nó sốc nước nó chết, nhưng mà mình cứ đi thăm lại thôi. Rồi đầu tiên mình ghé qua hai cái hồ nhỏ để trữ giống này. May mắn hồ còn khá nhiều, cái hồ này mình đi trữ giống, khi nào hồ lớn nó tàn thì mình xách lên vớt thử lên. Ok, giống còn chữ vậy là tốt. Đạt có con chữ bên này nè, có ít hơn hồi kia chút xíu, vớt lên coi thử. Mà cũng khá là nâu. Rồi đạt luôn. Bây giờ mình qua tới cái hồ chính là hồ này này, nước chuyển xanh nhưng không biết còn có bò không. Số lượng có giảm nhưng mà vẫn có bo bo nha các bạn. Thì các bạn biết là nhiệt độ nước môi trường nó ảnh hưởng tới sinh sản của bo bo. Cái này cho dù mưa lớn gì mà mình đánh thêm thuốc hóa chất gì nó cũng vậy thôi. Do trời mưa nó lạnh cho nên bo bo nó không có sinh sản nhiều được. Khi mình nuôi ngoài trời mình không có che chắn thì phải chịu thôi. Là mèn cá đói nha. Có bò ít nhưng mà đặt ở chủ chỉ nó khá nhiều. Được hai thả xuống cho cá luôn. Thì cập nhật tình hình sơ sơ vậy thôi. Nếu mà cái hồ này mình che chắn nước mưa lại thì có thể bo nó sẽ lên nhiều hơn.
mình sẽ đầu tư một cái tấm tôn chắn sáng á, tôn trồng á, chứ mưa vậy nó sụp giảm thì nuôi không đủ mà.